Đẹp là nhờ vào cái phần vân da, cái màu da mình chọn. Thay vì những loại da lót thông thường thì Kỳ Lân chọn da bê switch nhập. Màu này là màu nâu, và màu nâu nhưng mà màu nâu này ở mức độ là vừa phải, không quá tối cũng không quá sáng. Và khi kết hợp bên trong là da lót là da bê switch cũng là màu nâu cam, nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là rất là sang. Và khi kết hợp với cái đường dây kéo màu vàng như thế này nữa thì sự phối màu từ bên trong da lót đến phần da chính, phần phụ kiện, phần tay cầm và tất cả từ trong ra ngoài, từ phụ kiện cũng được Kỳ Lân nhập tại nơi chuyên về cung cấp phụ kiện nguyên liệu cho những công ty thời trang nổi tiếng xa xỉ trên thế giới. Phần da lót cũng vậy, thay vì những loại da lót thông thường thì Kỳ Lân chọn da bê switch nhập, trong ngoài đều là da cao cấp như nhau hết, chỉ khác biệt chất liệu là bên trong là da cho êm mềm và bên ngoài là cho có vân, nên là một cái sự kết hợp hoàn hảo. Và khi mà mình cầm lên như thế này, lúc đầu Kỳ Lân cứ nghĩ là nó sẽ to so với bản thân mình, nhưng mà sau khi mình cầm cái túi này thực tế lên và mình quay clip như thế này, wow, cái kích thước này không quá to và Kỳ Lân cảm thấy là phù hợp, hài hòa. Bây giờ hiện tại là khách đặt hai màu, Kỳ Lân đã hoàn thiện hai cái bàn giao. Vì vậy nếu như quý khách nào muốn những chiếc túi như thế này mà màu sắc khác, bất kỳ màu gì, miễn sao mà những nhà thuộc da nổi tiếng có những màu da nào thì Kỳ Lân sẽ nhập về những màu da đó, những loại da đó, những vân da đó để mà hoàn thiện túi theo đúng công năng sử dụng của quý khách, theo đúng sở thích. Tùy vào màu da thì màu da nào cũng vậy, ví dụ như màu đen này có vân to thì cái màu nâu này cũng sẽ có vân to, màu nâu này vân nhỏ thì màu đen này cũng sẽ có vân nhỏ, tùy vào quý khách thích vân gì. Vân to thì mình cảm giác sờ vào nó sẽ êm, vân nhỏ thì mình sờ vào thì cảm giác nó sẽ cứng cáp. Mỗi cái nó đều có một cái hay riêng, quan trọng là mình thích cái gì thôi.